Vâng, hello, xin chào bà con cùng với mọi người lại đến với video trên kênh Xuân Muộn TV của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, hôm nay là ngày 19 tháng 6 2021 và ngày 21 tháng 5 âm lịch mọi người nhé. Và hiện tại mình đang có mặt ở khu vực ngã ba kép Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang. Đầu tiên cho phép mình gửi lời chào tới toàn thể bà con và mọi người trên kênh Xuân Muộn TV của mình và chúc bà con bán vải được giá. Hôm nay mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người về giá cả vải thiều ở khu vực ngã ba kép cũng như là Biên Sơn. Mình sẽ đi dọc từ khu vực ngã ba kép này với lại lên khu vực Biên Sơn để xem giá cả hàng trung bình bà con bán như thế nào mọi người nhé. Mình sẽ đi sang bên này mình xem mọi người trả giá như thế nào đây. Mọi người đến video của kênh Xuân Muộn TV, mình hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh và để cập nhật những cái video về vải thiều mọi người nhé. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho kênh Xuân Muộn TV của mình từ trước đến đây và mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ trong kênh của mình để mình có những động lực làm những cái video tiếp theo để cho mọi người cùng xem. Mình xem chưa biết được. Đấy giá 13 thôi. 13 thôi. Chị gái đang giảm bao nhiêu? Chỉ được 14,15 đây anh ạ. 14,15 à? Mày cân hàng miền Nam hay là hàng... Miền Nam anh ạ. Vâng, giá cả thì 14,15 thôi mọi người nhé. Chị đang giả này. Vâng, giá cả ở đây thì người ta mua khá là rẻ mọi người nhé, mười mấy nghìn thôi. Mình sẽ đi vào cái chỗ khu vực này nào. Khu vực ngã ba kép hiện tại thì mình thấy có một hai cái điểm cân hàng xốp thôi mọi người nhé, nhưng mà giá cả thì thấy trung bình thấy 15.000 thôi. Tí mình thấy đi dọc dọc ở cái khu kép lên Biên Sơn để xem thế nào. Hello. Xem chị gái này mua được bao nhiêu đây? 14. 57. Vâng, chị quyết định mua sọt này giá 15.000 một cái nhá. Còn này giá hàng cân miền Nam, giá hàng chung chung thôi mọi người nhá. Vâng, mới sáng sớm ra thôi nhưng mà phải khá là đông rồi. Đi đâu chị? Bây giờ mới có 5:30 nên phải khá là đông rồi nhé. Cũng chẳng biết là cách nào nữa. Vâng, ở đây người ta mua giá hàng trung bình thôi mọi người nhé, 15.000.
Vâng, và mình sẽ di chuyển lên cái khu vực ở bên trên một chút mọi người nhé, qua khỏi ngã ba kép đằng hướng về đằng Biên Sơn. Vâng, ở đây thì có rất nhiều xe người ta cần hàng đi chợ cũng như là sáu sáu lại này. Mình sẽ lên một cái điểm ở trên này tên Tùng Mơ mọi người nhá, cũng ở gần ngã ba kép lên một chút này. Mình đang lên trên này, mình quay xem mọi người ở cái điểm này mỗi khi mua được giá này, xem điểm này cân hàng mua hàng Trung Quốc mọi người nhá. Mình sẽ đi lên đây mình cần đến rồi. Và khá là nhiều bà con đang tập trung vào bán rồi. Mình sẽ đi vào hỏi, quay ở đây hỏi xem giá như thế nào. Mình sẽ để xe ở đây và mình quay lại đây mình xem nào. Đây, điểm này đã gọi được rất là nhiều hàng rồi. Khá là nhiều bà con đang chờ bán đây này. Trời đang nắng. Chị ạ. Hơi đen rồi. Hơi đen rồi à? Hai bốn à? Vâng, anh giả sọc bài này 24 mọi người nhé. Vâng, giá 24.000 hàng Trung Quốc. Đây có khá là nhiều bà con, mình xem sọt vải này khá là to này. Bán bao nhiêu đây hả? 23. Vâng. Chắc ở khu này mỗi điểm này được giá cao thôi. Giá không được thế đâu. Ui, quả to thế. Vải mình bán bao nhiêu này anh? 25 à? Vâng. Đi vào đi. Bán bao nhiêu đây hả anh? Rẻ thôi. 22, 23. Điểm này còn mua được giá cao đấy. Còn cái điểm khác toàn mười mấy thôi. Vải đẹp. Quả to này. Mấy này bán bao nhiêu? Hai mấy? 22. Vâng. 8 giờ. Vâng, ở khu vực này mình thấy mỗi cái điểm này là cân giá trên 20 đấy mọi người nhé. Toàn trên 20. Ủa, bác này bán hai mấy hả bác? 23. 23 à? Vâng, điểm này toàn chung chung 25 rồi xuống rồi nhỉ. 22, 23, 24, 25. Này cân chậm lắm này, phải đợi lâu. Còn lá này không mua. Bao nhiêu chưa bán hả chị gái ơi? Đây thì và những sọt vải khá là đẹp mọi người nhé. Rồi mình sẽ di chuyển lên khu vực bên trên một tí đấy, xem thế nào mọi người mua bán ở cái điểm khác thế nào. Điểm này mình thấy là mua 25.000. Vâng, bán vải hả? Vâng, làm giá cả buổi sáng. Vâng, mình sẽ di chuyển lên khu vực đằng Biên Sơn mọi người nhé, để xem giá cả thế nào, khu vực Biên Sơn thế nào. Anh đây người ta trả giá chưa anh?
Vâng, ngoài Thanh Hà rất là nhiều đây. Đây là hai mấy? Vâng, hiện tại mình lại đang có mặt ở khu vực thôn Lường, Hồng Giang mọi người nhé, để xem người ta mua bán như thế nào đây. Đây mình cửa hàng Trung Quốc miền Nam hả chị? À, số số à? Cân đến hai mấy không hay là từ 18 đến 23. Đen quá. Mình sẽ xem. Vâng, đây người ta chắc là mua hàng vừa thôi. Mười tám nghìn này. Vâng, đây người ta giảm 18.000 mọi người. Chân thằng đẹp. Bao nhiêu đấy? 7-8 nghìn thôi nhớ. 7-8 nghìn. Ờ, anh. Vâng, đây thì người ta cứ hàng chợ thôi, rẻ lắm. Thôi mình sẽ di chuyển đến khu vực Kiên Sơn để xem sao nào. Vâng, chào mọi người nha. Hiện tại mình lại đang có mặt ở khu vực cổng chợ chính Hồng Giang. Mình xem ở đây có một cái điểm cân hàng xốp, mình xem người ta cân hàng được bao nhiêu đây. Đây mình sẽ đi sang bên này mình xem nào. Đây cái này vải đẹp, mình xem người ta giả được bao nhiêu đây. Cái này người ta giả bao nhiêu đây? Mười bảy. Anh cân hàng miền Nam hàng Trung Quốc anh? Hàng miền Nam. Vâng, giá 17.000. Hả? Đi tàu gì? Đi tàu mà cũng mua giá hàng chung chung à? Đi tàu cái hàng này là có. Và mình sẽ đi ra vào trong này xem điểm cân ở trong này xem thế nào. Xem hỏi bà con đang bán ở đây xem nào. Mười mấy rồi? Sáu. Và giờ điểm này cũng cân giá hàng chung chung cho mọi người nhé.
Bán bao nhiêu rồi? Mười mấy? 15 à? Vâng. Từ từ để ông này sang. Tiền à? Rồi đi. Mười sáu à? Vâng, ở điểm này có quân giá hàng từ 16, 18 gì đấy thôi. Em à? Ừ. Đây người ta giá bao nhiêu chưa bán? Mười sáu. Vâng, điểm chắc người ta cân nhiều hàng mọi người nha, nhưng mà giá này cũng loanh quanh khoảng 16, 17, 18 nghìn thôi. Rồi mình sẽ di chuyển lên bên trên nữa để xem thế nào. Thế bán bao nhiêu này hả chị? 16 à? Vâng. Rồi, sẽ di chuyển lên bên trên chút để xem thế nào nhé mọi người nhé. Xem các điểm khác nó cân như thế nào. Chào mọi người nhé, hiện tại mình lại đang vẫn ở khu vực của Hồng Giang, thuộc Phương Sơn, Hồng Giang. Mình xem cái điểm này cân như thế nào mọi người nhé. Để xem điểm này sẽ cân được giá như thế nào. Chào anh mua hàng nhé. Không lấy được chị ơi. Không lấy được, hôm nay mua hàng đẹp à? Hàng Trung Quốc hay anh? Kìa. Vâng, anh Tuấn mua hàng đẹp thôi. Toàn hàng xấu ấy. Vâng, ở đây anh mua hàng Trung Quốc nhưng mà anh chọn rất là kỹ. Quay YouTube. Anh trả giá như thế nào đây? Vải sáng đây. Đây son này sáng vải sáng đây. 16. Vâng, điểm này anh có hàng giá trung bình thôi, hàng 16, 17 nghìn thôi, 15, 16 nghìn thôi mọi người nhé. Mình sẽ di chuyển lên khu vực Yên Sơn xem nào. Vâng, anh chỉ là 15 thôi. Và mình sẽ di chuyển lên khu vực Biên Sơn để xem nào mọi người nhé. Ở điểm này cũng cân hàng thấp thôi, 15-16 thôi. Vâng, chào mọi người nhé. Hiện tại mình lại đang có mặt ở một cái điểm đó, ở khu vực ngã ba cây Bồ Kết Biên Sơn. Cái này người ta gọi là như thế. Và mình sẽ xem ở đây có một số điểm cân hàng số, có hai điểm to đó mình. Đang xem mọi người mua bán được như thế nào ở cái điểm này đây. Vâng, vải đang tập kết ở đây rất là đông mọi người nhé. Rất là đông bà con đang bán vải ở khu vực này này. Gần như là nhộn nhịp nhất ở khu vực Biên Sơn. Trời nắng quá. Mấy mấy đấy anh? 14 à? Không. Này bán bao nhiêu đây hàng? 18 à? Vâng, vải đẹp bán 18 nghìn đây. Thì đây cũng có những cái điểm mà cân hàng to mà cả nhá. Của chị này bán bao nhiêu hả chị?
rẻ thôi, được chỉ được 15 ngàn thôi. 15 à? Và đây, năm nay nó rẻ quá. Vâng, điện này thì thấy mua hàng rất là nhiều mọi người nhé, đang bà con đang chờ bán đây. 15, 16 nghìn, 18 nghìn. Dưới bên đây này. Đi sang đây, đi sang đây. Vâng, đây phải thời điểm hiện tại thì rất là đông. Giá vải các hàng sốt mình thấy thế nào mà mình chết vào cái điểm này, mình xem mọi người mua bán thế nào đây. Cái này bán bao nhiêu rồi anh Trang? 17. 17 à? Sọt này quá đẹp đấy. Mày bán bao nhiêu sọt này mình ấy? 17 à? Vâng, trời đang nắng mọi người nhé. Mình sẽ xem trong sổ đây người ta mua được bao nhiêu. Chào đây, em đây. Đây rồi, mấy sọt đẹp đây. 20 hả? Sọt đẹp lồng lanh lên rồi, mấy đưa mình. Trời nắng quá bác ơi, nó chói. Rồi, đang bán bao nhiêu cái này đấy? 18 à? Vâng. Này nhắn gai nhỉ? Ừ, nhắn gai, lồng lanh. 2 giờ thôi, bẻ thôi. À, đấy à, vâng. Nhà đang được nhiều thanh hàng không hả bác? Vâng, giá đây mình thấy 20.000 mọi người nhé. Điểm này trên 20.000 cao nhất đây. Mình sẽ di chuyển ra bên ngoài này xem một chút xem. Đây vải đang ngập đường. Ôi trời đang nắng mọi người, trời nắng quá. Mình sẽ đi lên cái điểm ở bên trên này để xem mọi người mua bán như thế nào ở cái điểm đây này. Cái này cũng là điểm mà cân hàng xốp nha. Trời nắng chói quá mọi người. Vải mình này bán chưa? Chưa. To của bạn to nhỉ. Đây có một điểm đang cân ở đây, mình vào đây mình xem bà con bán. Anh bán ở đây à? Bán chưa? Chưa bán à? Mình sẽ hỏi mà anh vải to to này xem. Ơ? Mình bán điểm này hả anh? Bao nhiêu vải này? 14. 14 à? Chắc đây cũng cân hàng chung chung rồi nhỉ. Nắng quá. Vâng, điểm này cũng cân 10 cu. Sọt này quả to đấy. Vậy mình này bán bao nhiêu đấy anh? 13. 13. Vâng, điểm này mình thấy được hàng chung chung thôi. Cái này bán bao nhiêu rồi hả chị gái? 13. 13. Ôi, tắt đường rồi. 13.000. Sao là bé tí này, ít này? Hả? Sao là bé ít này? Thế là một sọt nhà em đi trước rồi. À thế à? Vâng. Chắc là không thổ được hết nè. Vâng, đây vải mọi người xem. Vâng, ở đây hàng cũng có nhiều loại hàng mọi người nhé. Hàng đến cao nhất mình thấy một cái điểm là cân đến 20. Mình sẽ đi vào đây xem cô bác này trả giá thế nào đây. Bập bình. Cái này bập bình là còn ngã đấy. Thôi đi thôi, không có không mua đâu. Mười bảy. Giá 17.000. Này vải thiều nhỉ? Vải thiều đấy. Ờ.
18.000. Vâng, người ta cũng giảm đến mây 78.000 một ngày. Đây phải thời điểm hiện tại khá là đông mọi người nha, nhưng mà trời đang rất là nắng, cái máy quay của mình đã bị chói nắng. Vâng. Máy quay đăng lên YouTube ạ. Phải bao giờ bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? Bán nhiều không? Bán tại nhà bao nhiêu không? 20 thì bán tốt thì nhớ. Bán tại nhà 20 thì bán tốt rồi. Ở nhà nó kiểu này không? Đó, nó kiểu này à? Kiểu này. Vâng, ở khu vực này thì giá cao nhất mình thấy 20.000 mọi người nhá. Và bây giờ mình sẽ... Ôi dồi, sỏi này đẹp quá. Này mình bán bao nhiêu rồi hả? 17. 17 à? Thế của mình bán bao nhiêu hả chị? 20 à? Vâng. Nhìn nó đẹp to đẹp mà. Vâng, giá bảo chị 20.000 mọi người nhé. Một quả to đẹp đều. Vâng, còn cái điểm này thì không biết là giá cao nhất bao nhiêu thì mình sẽ đi vào trong xem sổ thêm là mọi người nhá. Mình xem sổ cho là người ta mua cao nhất là bao nhiêu đây. Vâng, như vậy mình sẽ kết thúc cái video của mình trong buổi sáng ngày hôm nay tại đây. Một xin là cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Và mong mọi người hãy tiếp tục đến kênh của mình và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh. Xin là cảm ơn mọi người nhé.